Và bây giờ thì đến một cái phần mà rất nhiều người mong đợi, đó là test chất âm của con đáp đầu bảng. Đó là con Tamiflu Plus bản 12TH. Thì cái con này nó có cái chân đinh mọi người nhá, nó có chân đinh chứ không phải là nó thấp như thế này đâu. Nhưng mà thôi thì em cứ để tạm đi, cái này nó cũng mềm, nó không bị gì vấn đề gì cả. Thì em cứ để tạm lên đây và test cho nó nhanh, để cái chân đinh nó hơi mất thời gian. Và cái em test cũng rất là đơn giản thôi, em cắm thay đồ, cắm tiran từ điện thoại mọi người nhá. Cắm đây, em sẽ test cái bài này. Đấy, The Charger này. Test cho mọi người, em cắm OTG từ điện thoại vào con DAC và con DAC ra con âm ly. Và từ âm ly thì Zotel này em sẽ đánh một đôi loa DIN. Đấy, ở đây nói chung là cái đồ bình dân thôi. Còn nếu mà chúng ta mà có cái bộ dàn nó xịn hơn và dây dợ các thứ nó tốt hơn thì có thể thì cái chất âm nó sẽ đem lại hiệu quả hơn rất rất là nhiều. Đây em test những cái dây này, ví dụ như cho mọi người xem dây AV cũng bình thường thôi nhá. Dây AV em cũng hay test. Đây chưa? Rồi, bây giờ xin mời mọi người nhé. As if lost in a dream, his smile was as sad as a true love denied, and his voice was a song in the wind. I have traveled for many a mile, and my journey I must rest for a while, for I'm weary and cold, and tomorrow I'll be on my way. Give me fire to keep out the cold, close the shutters and make fast the door. Give me food for the night and a candle for light, and I will make up my bed on the floor. I have nothing to give for my keep, and your favors I cannot repay. But a gift is not measured in silver and gold, it's a memory that's treasured each day.
Vâng, à, vừa rồi là cái đoạn clip mà em test cái chất âm của con Dactermilator Plus bản 12TH. Em bật mí với mọi người là cái bộ dàn ở đây này, em test là con âm ly Rothel và cái đôi loa chưa bằng một nửa giá của con này đâu nhé mọi người nhé. Nó bằng 1/3 thôi. Đấy, đúng bằng 1/3 của cái của con Dact này. Thì cái bài hát vừa ấy em có nói với mọi người đấy là cái bài The Jungle này. Đấy. Thì mọi người có thể là test cái chất âm của cái bài hát này ở trên chính bộ dàn của chúng ta để so sánh. Bài này thì nó không có chất lượng cao, nó không có master hay là DSD, đây là chất lượng hi-fi thôi. Đấy, thì chúng ta có thể là đánh giá. Thì em xin thông tin lại với mọi người một chút, đó là HD Audio đang là đại lý chính thức của Vinsyn Audio tại Việt Nam. Thì bên em phân phối và bán buôn bán lẻ tất cả những cái dòng sản phẩm của Dynafib mọi người nhé, bao gồm cả DAC, cả DDC, cả âm ly và cả loa. Đấy, các cái sản phẩm này thì là mọi người có thể là tra trên website của hãng Vinsyn, đấy đều có thông tin của HD Audio. Những cái sản phẩm này thì hàng chính hãng, cam kết với mọi người là hàng chính hãng và được bảo hành 3 năm. Đấy, bảo hành 3 năm. Cái Terminator Plus này thì có hai màu, màu đen và màu bạc, đang có giá tại HD Audio là 182 triệu mọi người nhé. Đấy, 182 triệu. Rồi, nếu mà mọi người nghe có cái cảm nhận như thế nào, chúng ta nghe thấy có ưng không, hoặc là có cái gì góp ý, mọi người cho em xin một lượt like cũng như là một cái góp ý, cái bình luận ở dưới cái YouTube nhé mọi người nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin chào.